Xin chào bạn, đây chính là chiếc Ford Everest Titanium một cầu. Cái phiên bản này là cái phiên bản cao cấp, số tự động 10 cấp, động cơ 2.0 lít single turbo, có giá niêm yết là 1 tỷ 177 triệu, và hiện tại thì chúng tôi đã đăng ký hoàn thiện xe cho khách hàng rồi, 30G05871. Màu này là màu trắng. Hiện tại thì bản này thì 177 đang giảm giá được 70 triệu. Còn giá bán là 1 tỷ 107. Mời các bạn cùng đón xem. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng và giá cả. Và sẽ tặng các bạn là một bộ phụ kiện. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi, hoặc có thể lái thử xe, xem xe thực tế. Tôi là Bảo Đại, thuộc đại lý Ford Thanh Xuân. Số điện thoại là 0902 157 666. Màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu đỏ dương, màu xanh thiên thanh, màu ghi vàng. Rất là nhiều màu để các bạn lựa chọn. Khóa thông minh, nút khởi động Start Stop, ghế da, màn hình camera lùi, và rất là nhiều tính năng thông minh và tính năng khác. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.